xích xe đất nha các bạn, xe này xe nước à. Đồng này đồng Long Sơn, ngay số 4 Long Sơn luôn á, chỗ Miếu Bà đi vô á. Sơ máy đất như vậy nó mới khỏe máy này. Máy này sơ khô thì nó hao xích, nó nặng sơ. Cái ô này cũng có lầy chút đỉnh, lầy ít lầy nhiều thì sớm một con này thì khỏi nói đi, lầy cỡ nào nó chạy cũng được. Đây là tới khúc lầy nè, máy này thì khoảng 160-180 nha các bạn, luôn dần sớ á. Mình nói thêm thôi chứ giá thì mình cũng nói nhiều lần rồi, do mình quay mấy máy này cũng có nhiều bạn chưa biết á, hỏi mình, hỏi cho mình lận á. Còn con kìa, cái chính giữa luôn á. Còn sao còn dịch. Cái ô này chắc khoảng 10 công đất quá, quá rộng rồi. Mưa lầm râm rồi, thưa học.
chính giữa nó còn đường lầy nữa kìa. Dài xuống dưới đường đường lầy xe kéo nó đất như vậy thì đưa máy xích xuống sớ cho nó nhanh hơn, ít bị lầy. Xích nó chạy trên mấy đất là nhìn đã.
máy đắt như vậy cho máy xích nó sớ khỏe hơn máy máy cài các bạn. Kiểu mà bình khô bình nước như bình lầy bình không lầy mà nước nước thì linh bỉnh. Nó cài xuống thì nó sớ chậm hơn máy xích. Xích xuống thì nó ít ít lầy hơn. Nhưng mà có mấy cái mấy chỗ mà đất mềm mềm dưới nước nhiều á bị bể á, nó quay đầu rồi hay để lại lỗ. Máy cài thì chủ yếu là để sới khô không à, ở vùng mình đây á cũng không có đi bánh lòng nữa, ướt lầy rồi đó thì đưa xích xuống nó bao luôn. Còn cái nào mà lầy lục lội mà lầy dữ dằn quá đó cho mấy con xuống đưa máy xích xuống ngồi nó quậy là banh chành hết. Đường giữa nè, đường nó đường dấu xe là nó sâu lắm á.